Chào mừng các bạn trở lại kênh Thú vị quanh ta của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn, hướng dẫn cho các bạn cái cách mà cài đặt VidIQ trên trình duyệt Google Chrome để các bạn có thể xem những cái thông số khi các bạn đăng video của mình trên YouTube. Các thông số mà các bạn có thể xem được số người xem, người đăng ký và các thẻ tab đề xuất, để từ đó mà các bạn có thể share được cái video của mình tiếp cận nhiều người hơn, có lượt xem và lượt đăng ký nhiều hơn. Các bạn cùng theo dõi nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài VidIQ để các bạn xem cái thông số video của mình, để xem từ khóa video của mình nha. Các bạn lên trang Google, các bạn gõ VidIQ, Vid V I D I Q, bạn enter. Này, các bạn kéo xuống, các bạn thấy VidIQ Vision for YouTuber. Các bạn nhấp vào. Đây là biểu tượng của VidIQ. VidIQ. Đấy. Đây là biểu tượng của VidIQ. Bạn có thấy có chữ YouTuber luôn này, đấy, đã đúng nó rồi. Các bạn bấm vào thêm vào chơm, các bạn xài trình duyệt chơm nha, các bạn xài trình duyệt chơm nha, các bạn bấm thêm vào chơm. Đấy, các bạn nó sẽ hiện ra cái bảng thông báo đây. Đây đó, đây là add attention có nghĩa là gì, là thêm cái tiện ích vào, thêm cái tiện ích vào Google Chrome của các bạn. Các bạn bấm vào đây Attention và nó sẽ hiện ra đang kiểm tra. Và các bạn nhìn xuống chỗ này, nó sẽ hiện cái khung download cái tiện ích đó về. Đấy, đó, đây là VidIQ, đây là VidIQ đó. Xong, sau khi các bạn bấm xong thì nó sẽ dẫn tới đường link YouTube luôn. Đây, các bạn, đây là các bạn nè, lúc mà các bạn chưa có đăng nhập thì nó sẽ không có hiện cái thông số gì hết. Các bạn phải đăng nhập. Ở đây mình đăng nhập bằng Google nha các bạn, hoặc các bạn tạo tài khoản trên đây. Các bạn đăng nhập bằng Google, ở đây mình đăng nhập bằng Google nha. Mình nhấp vào, nó sẽ liên kết tới cái đường Google của các bạn. Các bạn nhập cái Gmail của các bạn vào. Gmail của mình đây, mình nhập vào. Đấy, mình sẽ đăng ký thành công các bạn. Khi các bạn xem video, khi các bạn xem video đó, nó sẽ hiện cái thông số trên đây. Này, nó chuẩn bị hiện rồi, chuẩn bị xuất hiện rồi. Đấy, bạn thấy cái thông số này không? Đấy, đấy là giao diện, đây là giao diện của VidIQ, VidIQ. Đây, đây là điểm sale, điểm của VidIQ chấm 198 lượt xem trên giờ. Đấy, tất cả như thế này. Đây là giao diện của VidIQ. Nếu các bạn không thấy nó xuất hiện, nếu mà ở trên trình duyệt chơm các bạn không thấy cái ứng dụng này xuất hiện ở trên đây, các bạn cài rồi nhưng mà các bạn không thấy nó xuất hiện, thì các bạn vào cái ba gạch phía trên cùng của chơm bên phải, bạn vào ba gạch, các bạn chọn cho mình cái dòng như đây, More Tool, và lên vào More Tool, và các bạn chọn Attention. Attention là tiện ích, các bạn mở lên. Nếu mà các bạn đã cài rồi nhưng mà các bạn không thấy cái VidIQ cái mở lên, thì các bạn vào đây các bạn thấy nè, đây là cái tiện ích VidIQ của các bạn. Nếu mà nó không mở lên thì có nghĩa là cái này nó đang tắt, cái tiện ích này nó đang tắt. Các bạn mở cái tiện ích này lên và các bạn sẽ thấy, các bạn nhìn trên góc này nè, nếu mà các bạn mở tắt cái tiện ích này lên, cái tiện ích này, thì nó sẽ mất cái biểu tượng này. Chừng nào các bạn bật cái tiện ích này lên, cái biểu tượng VidIQ này nó sẽ xuất hiện trên đây. Các bạn nhớ nha.
Mình hôm nay mình chỉ làm clip hướng dẫn ngắn gọn vậy thôi. Các bạn hãy đăng ký kênh, ủng hộ kênh của mình. Kênh của mình là kênh Thú Vị Quanta. Kênh của mình là kênh Thú Vị Quanta. Đây. Hướng dẫn YouTuber cũng nhiều lắm nha các bạn. Kênh của mình là kênh Thú Vị Quanta. Chúc các bạn thành công. Xin chào.